Cảm ơn Chúa vì video YouTube này, nếu không, tôi sẽ không biết mình sẽ chết sau 3 năm nữa. Bản tin MrBeast số 3 ngày 23 tháng 7 gồm những thông tin chính thức dưới đây. Vẫn là một chi tiết, một bức ảnh thể hiện phần nào có trong tập sau. MrBeast đang dần khổng lồ hóa mọi thứ, mọi thử thách và mọi video thực nghiệm của mình trên YouTube. Đổ domino, nếu chỉ là nhỏ nhỏ đơn giản, chắc chắn đó sẽ không phải là MrBeast làm. Bởi vì 4 tháng trước ở kênh Reaction, trên chính tập kỷ lục Guinness Thế giới đàng hoàng, đầu tư với hàng trăm hàng ngàn cái đệm đổ domino, hoành tráng thế mà còn bị Chris chê nhạt, chê buồn cười và không hay họ. Sao họ không kết hợp trò chơi gì đó hay ho với nó chứ? Tại nhìn cái này hơi buồn cười. Bởi vậy, Chris đã muốn phá đổ kỷ lục này, cướp kỷ lục Guinness từ tay của họ, bằng việc thực hiện một màn domino tương tự nhưng hoành tráng hơn. Cũng không có gì là lạ khi người thực hiện lần này là MrBeast. Tôi rất muốn phá vỡ cái kỷ lục mà mấy người này lập, gì họ kiểu như oh, không có ai làm điều này đâu, chúng ta có một kỷ lục mãi mãi luôn. Tôi muốn thử việc này để cướp bằng được kỷ lục thế giới từ tay họ. Thật ra chúng ta đã có kỷ lục thế giới. Đúng, tôi vẫn muốn cướp cái này từ tay của họ, nhìn họ hạnh phúc quá kìa, tôi muốn quỷ hoại. Là ông muốn gây đau khổ cho họ hả? Đúng. Ok, ông lo vụ nệm đi, còn tôi kêu gọi mọi người. Được thôi. Cậu ta nhìn đi, chỉ biết tí cái khối domino khổng lồ kìa. Cơ mà nói vậy thôi, dù chắc đây là domino thật thì nó cũng sẽ xếp vào hạng mục khác, bởi vì domino kia có đệm nên nó được đứng vào danh sách domino nệm người lớn nhất thế giới. Nói ra ngoài thế giới xa xôi cũng không quên nói về Việt Nam thì thua hai ông anh của tôi, ông anh ruột. Hai người anh chưa được gặp lần nào ngoài đời bao giờ. Tàn domino từ nhỏ cho đến to, và tôi sẽ dẫn các bạn đi lên cái tấm to nhất ở trên này. Domino khổng lồ xăm có dùng làm thuyền. Cái này là ngỡ làm thuyền được chứ. Tao đấy chứ, làm thuyền được. Mỗi lần trên xăm phải lật mệt chết chả. Thế thì hãy thử tưởng tượng, phải lật lại mấy cái hộp này thì sao? Nhìn như cái hòm. Đây gọi là domino nhưng phải hẩy tay. Bản tin MrBeast số 2, Chocolate MrBeast Festival đã có mặt tại Vương quốc Anh hơn 10 ngày trước đây. Thế nhưng nó đã bán cháy hàng, thật là điên rồ. Mặc dù đội ngũ của MrBeast không hề có ý định quảng bá nó khi ra mắt tại đây, thế nhưng những gì còn lại là kệ hàng đã bán hết trống trơn. Nếu về chính hãng bán tại Việt Nam, giá chắc chắn sẽ thấp đi ít nhất 1/3 so với giá bán lẻ của các cá nhân sách tay về Việt Nam. 200k một thành thật là xa xỉ phẩm. Giá 199.000 Việt Nam đồng. Nó được Jimmy giới thiệu là loại sô cô la đánh giá ngon nhất hành tinh. Bản tin số 3 ngày 14 tháng 7 vừa qua, MrBeast sẽ trao giải cho người có dòng tweet lại mà có nhiều lượt like nhất sẽ giành được toàn bộ doanh thu Twitter của MrBeast trong tháng tới, và người hiện đang nắm giữ vị trí đạt nhiều like nhất giành về chủ tài khoản có tích xanh gần 1 triệu lượt theo dõi. Nội dung Twitter cũng lại hết sức đơn giản, không cầu kỳ, không kêu gọi. Đơn giản đó chỉ là một dấu chấm. Quả nhiên là thần vũ trụ Gen Osama không làm ta thất vọng. Thế nhưng điều mà ta thắc mắc chắc chắn là số tiền doanh thu của MrBeast với Twitter. Bởi vì chắc hẳn MrBeast đang nắm giữ vị trí công việc nào đó hoặc cổ phần cổ cánh gì đó trong Twitter mà nhờ đó có thu nhập từ đây. Điều này sẽ giúp anh em chúng ta biết sau khi MrBeast công bố, qua đây ta sẽ biết được thêm một phần thu nhập khác của MrBeast. Thế nên anh em hãy nhớ theo dõi kênh để chờ tháng sau biết kết quả công bố. Bởi vậy, nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy đâu. Bản tin số 4 sẽ là bản tin cuối cùng của ngày hôm nay. Có thể bạn đã lướt qua rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ đào sâu hơn một chút cho anh em ta cùng nhìn rộng sâu hơn. Bởi vì mỗi một tin tức của MrBeast luôn là các đề tài khai thác hot từ các YouTuber khác. Cảm ơn Chúa vì nhờ có video YouTube này. Nếu không, tôi sẽ không biết mình sẽ chết sau 3 năm nữa. Các ông thấy không, chỉ cần một lệnh gõ tìm kiếm đơn giản, MrBeast sẽ chết sau 3 năm nữa là ra cực kỳ nhiều kết quả. Thậm chí là nhiều view đằng khác, như là MrBeast có thể chết trong 5 năm tới. Trời động xanh, cái hình thumbnail cũng thật bài bản, cứ như hàng real vậy. Kế hoạch cho cái chết của MrBeast. Khi MrBeast chết, 3 chấm. Hay là MrBeast gần chết đạt 4,4 triệu lượt xem rồi. Nhẹ đô hơn là 511.000 lượt xem chỉ 2 tuần trước với tiêu đề "Tôi sợ chết, hashtag MrBeast". Phát trực tiếp 1 tháng trước, trong 3 năm, MrBeast sẽ chết. Ngay bên dưới, thật sự khủng khiếp hơn, có vẻ như là phỏng vấn thật. Video lên lịch cho cái chết của MrBeast đạt 15 triệu lượt xem. Ôi mà công cứ từ từ, còn nhiều. Kênh Hero Brain cứ như thầy giáo trong Minecraft mà truyền tin láo thật đấy. MrBeast đã chết. Bên dưới thì ghi luôn đen trắng MrBeast đã chết luôn trong máu. Video hiển nhiên MrBeast chưa chết cũng đạt 1,7 triệu view. Quá hiển nhiên, ai cũng biết, nhưng vẫn đạt rất nhiều view. MrBeast chết sớm 43.000 view. Nói chung là nhiều vô kể, video này hơi nhiều từ chết. Còn giờ đây, tôi sẽ thuyết minh lại vài cảnh nổi bật để cùng xem tại sao lại nhiều người quan tâm tới như vậy. Các ông có nghĩ đó là một dòng tweet điên rồ không? MrBeast thực sự muốn làm cả thế giới này trở nên tốt đẹp hơn trước khi cậu ấy chết. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu ấy cho đi nhiều tới vậy. Bởi vì nhiều tiền mà cậu ấy không thể sống thọ để tiêu hết. Alright các bạn, tôi muốn các bạn nhắm mắt lại ngay bây giờ. Không có vướng bận nào khi nhắm mắt. Và bắt đầu tưởng tượng cùng với tôi rằng bạn thức dậy vào một ngày sáng mai, có thể là trong 5 giây thức giấc, bạn nhận được một thông báo trên di động của mình, chính là tin này trên YouTube.
Đó là một tin tức bùng nổ, nóng hổi ngay trên tiêu đề, vì đó là từ đài CBN, ABC, hay NBC, hay Fox News, chúng hiện lên trên điện thoại của bạn. Đó là một tin tiêu đề cực kỳ nóng hổi, và bạn thấy, một YouTuber được tìm thấy là đã chết. Và bạn đọc sâu vào nội dung thì nhận ra đó là MrBeast. MrBeast đã chết một cách bi thảm và không còn sống được thêm nữa. Hãy thử tưởng tượng nó ngay bây giờ. Nào các bạn, tôi muốn các bạn nhắm mắt lại, hình dung lại ngay bây giờ. Bởi vì điều này có thể xảy ra với MrBeast nếu cậu ấy không thay đổi một số thứ. Vâng, tôi sẽ cho các bạn xem nó ngay bây giờ. MrBeast rõ ràng đang mắc một căn bệnh nặng ngay bên trong người. Và tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều vì tôi muốn các bạn reaction xem từ từ video này nhé. Ôi chúa ơi, các bạn không tin tôi thì chỉ cần xem video này, vì các bạn sẽ biết thêm vài điều về MrBeast mà các bạn chưa bao giờ từng biết. Và đừng khóc khi xem video này, hãy xem nó tới khi hết. Và tôi đảm bảo bạn sẽ không hối tiếc. Đây không phải đùa giỡn, không phải tin giả và rất nghiêm túc. Xem tới đây tôi, thằng Thuyết Minh tưởng video đang rất hot, rất mới. Hóa ra ông thần này cập nhật tin tức chậm, quá chậm. Đó là video thằng chồng cậu đã thuyết minh khá lâu rồi. Đó chính là video buổi phỏng vấn nhẹ tâm sự về bệnh Crohn của MrBeast. Thế mà ông thần này đào lại ra reaction như thật, cứ tưởng hot trend mới lắm. Vậy là cái tin Squid sẽ chết trong 3 năm của MrBeast nói. Tôi sẽ chết trong 3 năm tới là từ đâu? Đó là từ một YouTuber fake news, Photoshop, nhằm tạo dựng mục đích clickbait. Nói tuyệt ra là câu phèm, chứ nội dung ruột bên trong video vẫn là tập bệnh Crohn đã từng thuyết minh. Qua đây, MrBeast đã lên bài yêu cầu chấm dứt xu hướng Photoshop các tweet giả mạo để làm mình thu nhỏ cho video. Các bạn vừa xem xong bản tin số 3. Cảm ơn các bạn đã dõi theo.